trước mặt các bạn là phiên bản đặc biệt màu đỏ trang bị phanh ABS, bữa nay giá là 37 triệu đồng. Còn đối với cái bản thắng thường thì nó khoảng 35 triệu đồng. Đã bao gồm thế VAT và các bạn. Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn top 4 dòng xe mà nên mua nhất trong tháng 11, tháng 12 cận Tết Nguyên Đán này nha. Rồi, thứ nhất đó là Honda Vision. Thì hôm nay trong tháng gần nửa tháng 11 và bước qua tháng 12 này thì Vision nó đang có giá cực kỳ rẻ luôn. Chứ mà các bạn, đây là phiên bản cá tính, nó có hai màu, màu xanh gil và màu đen nhám, đang có giá là 39 triệu đối với cái bản cá tính này nha. Bên cạnh đó thì có cái phiên bản tiêu chuẩn màu trắng khóa cơ, đó, và bữa nay giá nó còn 34 triệu. Bản cao cấp có hai màu, màu xanh và xanh bóng và màu đỏ, giá bữa nay là 35 triệu. Thì đối với Vision hôm nay thì khi các bạn mua dòng xe này thì sẽ được quay thưởng, quay vòng quay tài lộc ở đây. Cái chương trình này thì nó chạy hồi hôm ngày 15 tháng 11 cho đến ngày 21 tháng 1 nha. Đó, khi mà các bạn mua dòng xe Vision thì sẽ được tham gia cái lượt quay tài lộc ngay. Thì khi mà làm giấy tờ mình trúng cái giải đặc biệt thì sẽ chiếc là 350i. Nếu mà không có may mắn trúng cái giải đặc biệt thì mình có giải nhất là chiếc Vision tiêu chuẩn màu trắng như phía sau các bạn đây. Đó, ngoài ra thì nếu mà không có trúng hai cái giải này thì mình sẽ nhận ngay được cái giải là 600.000 cái cạc điện thoại. Thì mình xài cái mạng bên thuê bao nào thì mình chọn cái thẻ đó ha. Hôm nay thì Vision nó đang có đầy đủ các màu sắc luôn, và giá cao nhất hiện tại là bản cá tính 39 triệu đã gồm VAT nha các bạn. Đó. Rồi, chiếc xe thứ hai đó là dòng xe SH Mod. SH Mod thì hôm nay cũng đầy đủ các màu sắc luôn. Trước mặt các bạn là phiên bản thể thao mới nhất 2023. Thì đối với cái bản này thì trước đây bản 2022 đó là màu phiên bản cao cấp màu xám xi măng đó, mình hay gọi là xám xi măng đó. Thì nó chỉ có thay đổi chút xíu là về cái ốp đầu bản thể thao này sẽ được là màu đen bóng, ở phía sau này cũng vậy luôn đó. Thêm vào đó là cái logo màu đỏ, cái phuộc sau màu đỏ và con heo dầu màu đỏ luôn. Và giá bữa nay con này nó chỉ dao động giá khoảng 75 cho đến 76 triệu đồng đó, bản thể thao nha. Bản này là bản thể thao luôn, mới nhất luôn. Tiếp đến là cái bản cao cấp màu đỏ đen, phiên bản này bữa nay có giá là 74 triệu, đã có VAT và cái con này thì nó đã có ABS luôn nha các bạn. Đó, SH Mod giá cực kỳ tốt luôn, con này cũng là 74 triệu, phiên bản đặc biệt màu đen. Thì đối với bản 2023 thì nó sẽ có thay đổi là chút xíu, đó là về cái sàn để chân này là đệm nâu nha, còn cái bản này là 2022 thì nó là đen nguyên con luôn. Đó, đây đen nguyên con như thế này đây, cũng có ABS. Rồi, thêm một cái màu mới đó là màu xanh phiên bản tiêu chuẩn. Thì ở phiên bản tiêu chuẩn này nó sẽ có màu đỏ và màu xanh, giá bữa nay là 63 triệu. Đó, 63 triệu thì các bạn biết sao không? Tại vì cái này là phiên bản tiêu chuẩn thôi, thì nó sẽ có chỉ có là phanh kết hợp, nó không có thắng ABS ha. Thì giá nó chỉ là 63 triệu đồng. Đó, hôm nay thì SH Mod đang có giá cực kỳ tốt luôn, chỉ tầm khoảng 74 triệu, 75 triệu trở lại thôi, và mình có thể sở hữu ngay rất là nhiều màu sắc đối với dòng SH Mod này. Rồi, cái con xe thứ ba đó là cái dòng SH lớn. SH lớn này hôm nay thì tất cả các dòng Honda hôm nay thì nó đều có cái chương trình mà quay thưởng này ha, ngoại trừ là Super Cup và CBG đó và Gibel. Thì còn tất cả những dòng xe còn lại của Honda thì mua xe thì sẽ được cái dòng quay tài lộc này, có thể trúng SH 350 và Vision. Ngoài ra một số dòng xe như là Way Black, Way Alpha, Vision hay là Winner thì có kèm theo một cái giải phụ này, và cái giải này thì chắc chắn là 100% có quà nha. Rồi, về giá cả của SH này thì hôm nay là bản 125 thắng thường thì nó dao động khoảng 79 triệu. Còn đối với con 150 mà thắng thường như thế này đây, đó, màu trắng, màu đỏ, màu đen, giá là 100 triệu. Còn đối với bản 150 mà ABS khoảng 119 cho đến 120 triệu. Riêng đối với cái bản xám xi măng này thì nó khoảng 129 cho đến 131 triệu. Đó, nó màu xám xi măng và màu đen thì đều có giá gần giống nhau. Về màu sắc thì SH lớn nó sẽ có các màu cơ bản như là màu đỏ, màu trắng, màu đen, xám xi măng và đen mờ. Rồi, tiếp theo đó là một cái dòng xe cuối cùng mà hiện tại giá đang khủng nhất hiện tại, đó là dòng xe số cùng tay 150 phân khối, là dòng Vinny X. Hôm nay thì Vinny X đang hỗ trợ giá cực kỳ khủng luôn. Và khi mà các bạn mua xe trong thời điểm này thì nếu mà mình quay số không có trúng xe thì mình có thể là nhận ngay được cái điện thoại Samsung luôn nha. Trước mặt các bạn là phiên bản đặc biệt màu đỏ trang bị phanh ABS, bữa nay giá là 37 triệu đồng. Còn đối với cái bản thắng thường thì nó khoảng 35 triệu đồng. Đã bao gồm thế VAT, và các bạn nào ở thành phố hay là ở tỉnh thì có thể là cộng thêm tiền phí trước bạ nữa nha. Vinny X nó sẽ có các bản như là tiêu chuẩn thì nó có màu đỏ đen, màu trắng đen và đen bóng. Bản đặc biệt thì có đỏ nè, có xám và có đen nhám.
Còn cái bản thể thao là bản HGC á, nó có màu trắng, đỏ, xanh. Đó, cái màu đó thì hiện tại cũng giá là khoảng 38 triệu thôi nha các bạn. Đó, cái bản này thì ưu đãi giá khoảng 7 triệu là giá hết hỗ trợ thôi. Còn bữa nay là giá cực kỳ khủng luôn nha. VinX động cơ 6 số. Động cơ 150 6 số, tăng tốc rất là mạnh mẽ. Thì đó là top mà 4 dòng xe có giá giảm cực khủng trong tháng này. Thì còn ngoài ra thì còn có một số dòng xe khác như là Future, Venfa, Black. Đó thì cái để clip sau mình sẽ cập nhật cho các bạn về mẫu xe là Future nè, Venfa, Black, những cái dòng xe phổ thông bình thường ha. Rồi, thì clip này mình kết thúc tại đây và hẹn các bạn lại clip sau để mình cập nhật những cái dòng xe khác để các bạn cùng tham khảo. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video.